nhà vệ sinh độc lạ nhất Việt Nam, khách vào chỉ muốn đứng chụp hình. Trạm xăng dầu Thanh Sơn 1 của giám đốc Nguyễn Văn Tuấn, 48 tuổi, ở quốc lộ 20, huyện Nhất, Đồng Nai, có nhà vệ sinh được cánh tài xế và hành khách đặc biệt danh sạch đẹp, độc lạ nhất Việt Nam. Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn, 48 tuổi, tạo điểm nhấn cho nhà vệ sinh ở trạm xăng của mình bằng việc trang trí đẹp mắt và thuê 6 lao công túc trực 24 giờ để dọn dẹp. Tài xế và hành khách ghé qua y giải quyết nỗi buồn y không muốn rời đi ngay mà còn dừng lại chụp hình. Trạm xăng dầu Thanh Sơn 1 của gia đình ông Tuấn nằm trên quốc lộ 20, đoạn qua huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đây là tuyến đường huyết mạch nối giữa một tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, là điểm dừng chân đổ xăng của nhiều xe cộ. Nhìn bề ngoài, trạm xăng không có gì khác biệt so với các trạm dừng chân khác, nhưng hầu hết tài xế hay hành khách đều tỏ ra thích thú vì ở đây có một nhà vệ sinh độc nhất vô nhị. Sạch nhất, đẹp nhất, thơm nhất. Trong đời tài xế mấy chục năm của tôi, chưa từng dừng chân tại trạm xăng nào có nhà vệ sinh như ở đây. Ông Nguyễn Văn Tài, 50 tuổi, tài xế xe 45 chỗ từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt chia sẻ hôm ngày 4 tháng 10. Bên ngoài nhà vệ sinh, ông Tuấn cho sơn mảng tường lớn màu hồng. Tôi thích màu hồng vì màu này thể hiện cho vẻ đẹp. Khách dừng lại đổ xăng đôi 3 phút cũng có thể cảm nhận được sự thân thiện, tươi tắn khi nhìn lên bức tường đối diện các trụ xăng, giám đốc Tuấn nói. Điều khiến cho trạm xăng của ông Tuấn nổi tiếng chính là khu vực nhà vệ sinh đằng sau bức tường màu hồng. Lối đi được trang trí bằng những tấm dán tường hình phong cảnh thiên nhiên, hoa lá tạo cho mọi người cảm giác dễ chịu. Ông Tuấn dành nhiều thời gian sưu tầm các câu thơ, ca dao trên mạng để in lên tường. Ông ưu tiên sưu tầm thơ liên quan về gia đình, tình cảm vợ chồng với mong muốn người đi đường có thể học hỏi, chiêm nghiệm thêm một điều gì đó tích cực hơn trong cuộc sống. Để níu chân hành khách dừng lại ngắm nhìn tranh ảnh, đọc thơ, ông Tuấn quán triệt tư tưởng cho nhân viên phải giữ nhà vệ sinh sạch sẽ, thơm tho, đảm bảo luôn có người túc trực. Để làm được điều này, ông Tuấn thuê 6 nhân viên, chia làm 3 ca làm việc. Mỗi ca 8 tiếng, có mặt 24 giờ. Nhà vệ sinh luôn được xông tinh dầu, lau kính bằng giấy báo để luôn sáng bóng. Bà Hoàng Oanh, làm việc ở đây 6 năm cho biết, để tôi thường làm ca sáng cùng với một người nữa. Công việc là luôn đứng trong nhà vệ sinh để giữ sạch sẽ, thơm tho. Trong hình là bản nội quy dành cho nhân viên lau dọn. Khách vừa bước ra là phải có nhân viên vào kiểm tra, đảm bảo sang. Bồn cầu sạch sẽ không tì vết để đón người khách mới bước vào, bà Nhã Trúc, nhân viên trạm xăng nói. Cuối mỗi ca sẽ có một trưởng nhóm đi từng phòng vệ sinh quay video để báo cáo với giám đốc sàn nhà được lót thảm chống trơn trượt. Mỗi tuần thảm sẽ được thay để giặt sạch, đổi màu để phân biệt. Ông Tuấn chia sẻ, trạm xăng của gia đình hoạt động từ hơn 20 năm trước. Cơ sở vật chất trong nhà vệ sinh cũng được dựng lên từ đó nên dù muốn sửa chữa khang trang hơn nhưng khó thực hiện. Để phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng có trải nghiệm đi vệ sinh ở nơi sạch sẽ, ông Tuấn đã nhiều lần thay mới trang thiết bị. Nhà vệ sinh đặt nhiều chậu hoa, đèn trang trí và bật nhạc vui nhộn. Dù bất cứ ai đều được sử dụng nhà vệ sinh, nhà tắm miễn phí. Nhóm bạn của bà Nguyễn Khanh, nón trắng, đi xe khách ghé vào trạm xăng Thanh Sơn 1 cho biết, để chúng tôi đi nhiều nơi rồi nhưng chưa thấy nhà vệ sinh nào sạch đẹp và thơm như ở đây nên đứng lại để chụp hình kỷ niệm. Ông Nguyễn Văn Hoàng, em trai của ông Tuấn cho biết, mặc dù đã thiết lập quy trình để đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ nhưng vẫn để số điện thoại của tôi làm hotline. Bất kỳ ai vào sử dụng nhà vệ sinh có điều gì muốn phản ánh thì cứ gọi,